Chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật của em. Mọi người mua hàng liên hệ thông tin ở trên cái màn hình. Đó. Số điện thoại ha, 034 830 843. Rồi. Bên em bán hàng không có ship code. Khách hàng mới thì vui lòng chuyển khoản, em sẽ gửi hàng. Giá chưa có phí ship. Em thường vận chuyển là bên Viettel ha, giao hàng tận tay và là gửi thường để cho phí nó rẻ nhất nha mọi người. Rồi hôm nay là video 234. Rồi mọi người nhớ bấm đăng ký kênh để theo dõi mấy video mới. Nên về cái đồ nghề ha, đồ nghề Nhật với mấy cái nón nha mọi người. Rồi, mấy cái nón này siêu cuối video em sẽ quay ha. Rồi số 1 là cái chân chân máy chụp hình điện thoại nè. Chân này là dạng chân để bàn nha mọi người, chân lùng để bàn ha. Chân này nó sản xuất bằng nhựa, full nhựa luôn, có đầu ốc mộng tư, đầu ốc bằng thép. Đây là cái nút để mình cố định cái chân này ha, cố định cái đầu bi. Rồi chân nó sẽ đứng như vậy. Cái này có một nấc thôi nhưng mà không có kéo dài ra được. Kiểu này là chân cực lùng luôn đó, nó đứng như vậy đó. Này chiều cao nó đứng được là khoảng 11 cm thôi. Nè, còn kéo dài ra thì xếp lại thì nó dài khoảng 15. Đứng ra trụ ba chân ra thì nó cao khoảng 10 11 cm đó. Rồi đầu óc bung lên ha. Bung lên mình gài xuống. Nó sẽ cứng. Rồi cái chân này là gắn chuyên dùng cho máy chụp hình nha mọi người. Mọi người muốn xài cho điện thoại ha, mua bên ngoài tìm điện thoại. Một cái gá để bắt điện thoại ha, chừng 15-20 ngàn. Là vặn vô cái đầu ốc này là xài được cho điện thoại ha. Rồi mã số 1 150 ngàn. Rồi số 2 là một cây quạt. Cây quạt của Sanyo Japan ha. Quạt của Sanyo quay rất là mát êm, nó chạy rất là mạnh nha mọi người. 12V ha, 0.45A hoặc 12V. Rồi đây em sẽ thử cái điện 12V luôn ha. Cái này không có chút dây điện. Cái này là kìm bấm code nè mọi người. Nè, kìm bấm code của Japan nè. Rồi, đây em sẽ có nguồn điện là adapter nè. 12V, cái nguồn điện nó sẽ như vậy ha. Hoặc là mọi người có nguồn ắc quy hoặc là nói chung là DC 12V ha. Đúng DC 12V là ok.
Đây, DC12V ha. 0.45A. Rồi. Bây giờ em sẽ vô điện ha. Như cái adapter thường cái cực ở giữa bên trong nó sẽ là cực cộng ha. Vô đúng cộng là màu đỏ nè. Cực trừ là màu đen. Đó. Nó quay rồi mọi người. Rất là êm. Mát lắm. Rồi cái quạt này mã số 2 ha, 250.000. Đây là kích thước nè, 12 x 12 ha. Rồi này bác nào chơi cá kiển ha, chơi cá cảnh hồ cá thì biết cái này ha. Cục sưởi ấm hồ cá. Cái này chưa xài luôn mọi người. Em test thử ha. Xài điện 100V nha, 80W. Test thử rồi. Bỏ nước nó ấm cái nước lại ha, nó sưởi ấm rất là hay. Này bỏ vô nước nè ha. Ngâm vô nước luôn. Đó. Ở đây nó xài cái nè, cái cục nhiệt nó nè. Nó như vậy. Thủy tinh nè, bên trong nó có giống như cát vậy. Rồi, nó có một cái cục đốt nhiệt lên, chở để đốt nhiệt. Giống như mỏ hàng vậy mọi người. Mỏ này nó làm kính ha, nói chung là mình thả vô nước được. Xài điện 100V ha. 100V 80W nè. Hàng Nhật. À. Thì chưa sử dụng luôn. Cái này để gài vô cái hành của hồ. Trên hành mình sẽ bắt cái cục cái móc ha, gài vô. Rồi cái này mã số 3 nha. Bộ sưởi ấm nước hồ cá 400.000. Con này rất là nhỏ gọn nha, nhưng mà công suất nó là 80W nha mọi người. Em tìm hiểu thì 80W nó cũng tương đối trung bình, không có nhỏ. Mà nó thiết kế rất là gọn. Thường những cây Việt Nam mình thường nó dài như vậy nè ha. Con này nó làm hai khối nên nó gọn lại ha. Rồi cái này là dài 11cm. Trong lòng bàn tay. Rồi mã số 3 ha, 400.000. Rồi đây là kìm bấm cốt. Kìm bấm cốt nha mọi người. Máy đen Nhật Bản ha. Thương hiệu Engineer Japan. Đây như mọi người thấy nó có để cái xay để bấm nè. Đó. 18-22, 18-20. Cái này thường bấm cái code rắc giống như cái rắc xe máy mọi người. Rắc nó có 2 tầng nè. Rồi giá chỉ 300.000. Mã số 4 ha. Kèm bấm code. Rồi tiếp theo là con kìm đa năng nha mọi người. Đây kìm đa năng. Kìm đa năng bằng thép. Trenlet ha, Trenlet là thép không rỉ mọi người. Nè, nó có ghi nữa ha. 2CR. 2CR không biết là mã sản phẩm hay là cái độ cứng của thép. Nói chung là kìm này còn rất đẹp nè, răng nó còn rất đẹp. Răng nó còn rất mới, không có bị gì hết luôn mọi người. Có cái lưỡi cắt dây điện luôn nè. Cắt kẽm, kìm mũi nhọn ha.
Rồi vì sao nó đa năng, đó là một chức năng là kềm nè ha. Rồi bên đây có sẽ có dao nè, này lưỡi cưa nè, rồi mũi ba ke nè ha, mũi ba ke nè, rồi một cái cây dẹp dẹp biết làm gì, cái này khui rượu nè, khui bia, khui chai á. Rồi bên đây mới là lưỡi dao đây mọi người, lưỡi dao chính của nó nè. Rất đẹp nè, còn rất đẹp. Rồi một lưỡi dao nhỏ phụ luôn. Rồi còn hai cái mũi nhỏ trong đây nữa nè. Hai cái mũi như là mũi vít dẹt nha, nè, vít dẹt trong này. Đó. Chung rất là nhiều tính năng, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tính năng ha mọi người. Rồi thêm cái hước ngoài nữa, 10 tính năng ha. Là hước nè. Quá độc. Nhỏ gọn bỏ cúp xe ha, bỏ túi luôn. Rồi 200 ngàn, ở số 5. Ghé bèo mọi người. Hàng chuẩn thị trường Nhật nha mọi người. Rồi số 6. Cưa Nhật. Cưa này là cưa Tajima ha. Hiệu Tajima nè. Bắt đi nha bạn. Đi nha bạn nè. Cái cưa này đã sử dụng và lưỡi nó còn khoảng 90% nha mọi người. Chung lưỡi sờ còn rất là bén đấy, cưa sẽ rất là ok. Đây, không có bị mẻ, không có gì nha. Chỉ là có sử dụng rồi. Cán đồ nó cũng còn đẹp. Cái này có thể hai lưỡi mọi người. Hai nấc ha, hai nấc điều chỉnh cái lưỡi. Rồi. Ok nha. Rồi, cái lưỡi này là kích thước thực tế nó là 20 nha mọi người. Rồi. 20 cm luôn. Rồi, xếp gọn nó còn 24. Lưỡi 20, chiều dài nó là 24. Rồi mã 6 ha, 300 ngàn. Rồi đây là hai cái bấm móng tay nha. 150 ngàn một cây. Cây số 7 là hiệu Kai ha. Kai Japan. Này cài Made in Japan ha. Rồi, có lỗ dũa móng tay luôn. Đây cái lưỡi nó đẹp, quá đẹp. Không có vấn đề hết nè mọi người. Đây bấm ngọt ngắt luôn. Đó. Rồi, cái cây này mã số 7 ha, 150. Còn số 8 nè. Con 8 thương hiệu này của châu Âu nha mọi người. Là hiệu cái hình người này nè. À. Của Đức. Đức hay Thụy Sĩ gì đó, quên mất. Đây tình trạng cũng còn ok, lưỡi nè. Đó.
thước nó nhỏ nhắn nha, 8 cm. Rồi mã số 8 nha mọi người, 150 luôn. Chín mười cũng là 150.000 một món. Rồi số 9 đây. Cái móc khóa có số nha mọi người. Có số mở nha. Rồi. Đây nó để là nốt là không phải dùng leo núi nha. Móc này chỉ là móc những cái túi xách, móc chìa khóa, móc nói chung là móc đồ nhẹ nhẹ, không phải là móc an toàn à. Rất là kỹ nó để cho mình biết. Rồi cái đây mật mã mặc định nó chưa sử dụng ha, là 000. Mình có thể đổi bằng cách nhấn vô cái này ha mọi người. Khi mà mở ra rồi á, nhấn vô và đổi số. Cái này là em được hướng dẫn trên cái tờ giấy. Giờ để làm thử nè. Chưa đổi thử luôn á. Là mình sẽ nhấn vô cái này thôi. Rồi. Khi mở ra rồi mới nhấn mọi người, chứ đóng thì nhấn nó không được đâu. Rồi mở rồi ha. Giờ mình chọn số. Rồi, chọn số ha. Đổi thử 1, 2, 3 đi. Rồi. Nhấn trở lại ha. Em nhấn xuống rồi giờ mình nhấn trở lên ha. Thì bên đây có hai bên. Chú ý là mặt rồi mặt bên này nha mọi người. Mặt này nó có cái kẻ này nè. Thường ổ khóa số nó sẽ có cái vết khắc xuống như vậy, là chỗ để mình chỉnh số ha. Chỗ để mở số ha. Bấm số ngay cái khắc này ha. Chọn mật mã ngay khắc nó mở. Nào bên đây đâu có đâu. Tất cả các khóa số nó đều có cái khắc như vậy, là cái mặt để mình chỉnh số. Rồi đúng rồi nè. Vô được nè, mở được nè. Đó, giờ nó đổi thành 1, 2, 3 rồi nha mọi người ha. Mọi người về tùy ý đổi ha. Nè. Không vô được ha. Không đúng 1, 2, 3 không mở được. Rồi thử rồi. 1 2 3 ha. Ok. Đó. Ok à. Mở khóa thì mình kéo xuống nha. Kéo xuống nha. Kéo xuống. Rồi dỡ ra. À, kéo xuống dỡ ra ha. Đó. Đóng lại cứ bóp vô. Nó sẽ tự nhảy. Còn mở là phải trượt nó xuống. Rồi ok, khóa này nó full bằng nhôm nha mọi người, bằng nhôm ha, nên nó rất là nhẹ nè. Rồi 7 cm. Kích thước nó. Rồi 150.000, mã số 9 nha. Rồi cái này là ổ khóa, một cái ổ khóa bằng chìa hiệu xô nè. Đây hàng chuẩn thị trường Nhật ha. Chung con này nó là bằng đồng mọi người, nó full bằng đồng hết nè. Nè, nè. Cái khoen bằng sắt thôi. Chìa này nó cũng bằng như đồng nó mạ đó mọi người. Không có hết nè. Chỉ có cái móc này bằng sắt thôi. Trong bằng đồng hết. Mọi người xài mưa thoải mái luôn. Không như mấy ổ khóa mà bằng thép bằng sắt. Xài mưa là nó bị rít là liền ha. Khóa này nhỏ nha, dùng để móc vali ha, tủ này kia nhỏ ok. Đây, kích thước nó nè. Đó. Rất là nhạy.
Rồi mã số 10 luôn, 150 ngàn. Ơi 11 top top Japan mở đá à, quá quen thuộc. Thường mấy bác xài có dùng qua đồ cơ khí đồ này cầm tay này kia sẽ biết cái này ha, để mở đá của cái máy cầm tay máy mài mọi người, mở được máy cầm tay với lại máy máy bàn luôn nha, máy cắt cắt bàn á, để to hơn đó, cũng mở được nè, bung bự ra mở hơn, máy cầm tay mở nhỏ lại quá tiện. Rồi mã này 11 ha, 150 nha. Đây về một cây cây này cây cắt kiếm mọi người. Cây cắt kiếm không có dùng không dùng dầu hôi nha mọi người ha. Cây cửa hàng của Nhật không có dùng dầu hôi. Nó có một viên đá kim cương trên đây nè. Đây. Viên đá này là nó để cắt kiếm nè. Cắt xuống là kiến là nan ha. Cái này nó quay quay như vậy nha mọi người, nó không phải nó bị gì đâu, nó phải cử động như vậy ha, nó phải lúc lắc như vậy thì mình kéo nó mới thẳng được theo ý mình ha, chứ nó cứng đơ là kéo nó sẽ bị lệch. Rồi mã 12 ha, 200 ngàn. Cái cắt kính cán này là bằng gỗ ha, khúc trên bằng đồng à. Trên này bằng thép, trên này nó sẽ hàn vô một cái viên đá. Rồi mã 12, 200 ngàn. Rồi tiếp theo đây, cái này đọc nè mọi người, cục đá mài mài lõm nha, dạng nó mài như lưỡi bào thì đúng hơn ha. Đây. Đây mọi người thấy cái độ lõm đó không? Lõm tròn nè ha, lõm tròn từ lớn tới nhỏ nha. Đó, mọi người có đục, xài mấy cái đục mà nhỏ nhỏ, rồi điêu khắc nhỏ ha. Nó lõm á, mình đâu có dùng cục đá mà hẳn mình mài được đâu. Đúc lên cái này vũa ha. Liên đó, đẩy là nó nan ha. Nó thiết kế tròn sẵn luôn cho mình. Rồi kích thước nó 11 nhân 65 nhân 18 mm. Rồi cái đây là nó dùng cho lưỡi nè. Mọi người coi cái lưỡi nó nè. To nhất là 12.8 ha. Rồi cái nhỏ hơn là 14.9, 12 đi. Rồi cái tiếp là 7.3. Tiếp theo 6.3. Rồi nhỏ nhất 3 ly à. Rồi mặt này thì mọi người bà mài hẳn được nè. Mặt hẳn ha, mặt lõm rất là tiện. Cái viên đá này độ nhám mịn nó tầm 800 nha mọi người. Đá nước ha, xài ngâm vô nước rồi mài. Rồi mã 13 ha, 300 ngàn cục đá mài. Tiếp theo là con đa năng của Nhật.
con này đa năng của Nhật, nó thiết kế cũng màu đỏ giống như vít của Thụy Sĩ ha, còn là nó là của Japan nha. Này cái móc khóa nó bằng đồng, cái vỏ nó hơi xấu tí ha, vỏ nó hơi bị nè, nó bị cấn này. Này mọi người khéo tay mình chỉnh lại, dũa nó lại ha, dũa nó lại rồi cái chà bóng nó sẽ đẹp lại. Bên trong thì ok, lưỡi ok hết này. Rồi, lưỡi dao chính của nó Zeben ha, thép không gỉ Zeben đó. Còn ok nha, rất là nhiều tính năng. Đây, cái này khui bia nè. Đây có một cái kéo luôn nha mọi người. Cái kéo khá là to, to hơn cái lưỡi dao luôn. Rồi tiếp theo có một cái cưa luôn nha. Đây, cưa nè. Này cưa đồ nhỏ đồ mỏng luôn. Rồi một lưỡi dao phụ nhỏ. Cái này dính dơ mọi người, chứ không phải nó xé đâu. Cái này thép không gỉ nha. Nó thép rất là cứng nhưng mà nó dạng là nó pha cái chất nó đó, thành ra nó không có gỉ đâu. Xài mà bình thường, xài bình thường không có ngâm vô nước nha, thường xuyên thì nó không gỉ đâu. Nói chung xài bình thường đó, bảo quản tốt không có gỉ được. Rồi một cái lưỡi này không biết cắt gì, nó giống lưỡi cưa. Rồi một cái giống như cái khui hộp nữa nè. Rồi tổng cộng nó là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tính năng rồi. À, bên đây 7, còn mặt bên đây luôn à. Chưa mặt đây chưa kìa, chưa lấy ra ha. Nè khui khui rượu nè, khui rượu vang nè, 8 tính năng nè. Rồi vũ móng tay nè, dũng tay với lại cái móc chín nè, rồi 10 nè, 11 tính năng nha mọi người. Rồi tổng cộng nó là 11 tính năng ha. Rồi một tính năng nữa là treo móc khóa ha, là 12 tính năng luôn ha. Rồi một bộ treo móc khóa đa năng của Japan nè. Rồi cái này mã 14 mọi người, 300 ngàn. À, cộng dây HDMI ha, 150, mã 15. Cộng dây này chưa có xài. Đây đầu là HDMI nè, mới tin chưa xài ha. Mọi người nói vô tivi hay là gì đó ha, tivi để xem qua máy ảnh, qua máy chiếu rồi mình dùng. Coi cái này nhiêu nhiêu mét, bóc ra luôn. Hơn dính bụi nó dơ. Này nó chịu nhiệt 80 độ C, 30V. Rồi dây này là 2 mét mọi người, dây cỡ 2 mét nha. HDMI 2 mét. Rồi mã 15 ha, 150. Dây kết nối HDMI. Đây cái bộ này xài ngon nè.
cái bộ này là tỉa lông mũi mọi người ha. Rồi em biết nó như vậy ha, thì nó tỉa lông chạy pin đây, nó là nó chạy pin. Pin zin nó luôn. Pin Toshiba. Rồi máy nè. Này cái vỏ. Này là cái cây chổi để vệ sinh cái lưỡi khi mà mình dùng ha. Đây. Ở đây là cái lưỡi nè mọi người, mới chưa sử dụng nha. Rồi. Cái lưỡi dao. Rồi cái trên là cái đó. Cái vỏ bọc để trong tránh tình trạng nó trúng da mình ha, không có bị trúng gì hết. Cái nắp đậy. Ồ, pin bỏ đâu đây? À, gỡ này ra luôn ha. Trước này xuống nha mọi người. Này là cái công tắc nha, là on off này. Và là chỗ để trượt để mở pin luôn. Nó bên trong mà. Cộng trừ nè ha, bỏ pin mình bỏ đúng ha, cộng trừ. Cộng vô trước. Đây. Ừ, đúng rồi, cộng trừ. À, chỗ này công tắc nó sẽ đẩy cái này lên, nó tiếp xúc với viên pin. Rồi. Đúng rồi. Mở ra sai. Đó. Có mọi người xem nó quay đó. Nó lưỡi dao quay đó. Nó quay và những cọng lông đưa vô đây ha, gâu này đưa vô đây ha. Nó sẽ chém đứt cọng gâu đó ha. Em có cọng tóc đúc vô thử như thấy không đó, cọng tóc mọi người. Đó, đứt văng nữa nha. À, đứt rồi, ngọt luôn, quá ngọt. À. Cái này á, nó được cái nó tiện nha mọi người. Tại vì đi du lịch á, nó rất là tiện luôn nè ha. Bỏ túi. Và nó gì ta? À, nó xài viên pin này nó nên nó dễ. Đi đâu cũng có bán nè. Cái viên pin 3A nè. Rồi cái cậu cậu ồ cái cắt lông này có mã là số 16 ha, 300 ngàn, kích thước nó là 12 cm. Rồi này có một cái cọng dây nịt mọi người, cọng dây thắt lưng bằng vải ha, này vải vải bố. Cái này bằng kim loại mọi người, cái mặt nó nè, này kim loại nha, chắc bằng nhôm á. Đó, cũng như vậy ha. Rồi cái này các bạn nó là bản 43 mm ha mọi người. 43 mm. Rồi cái thắt lưng này có mã số 17 nha, 150 ngàn.
Rồi tiếp theo là con mỏ hàng nè của này. Hàng nội địa Nhật xài điện trăm nha, mỏ hàng này xài điện trăm 200W này, hàng nội địa Nhật 100 200W nha mọi người, chú ý nha. Điện trăm nha. Rồi nguyên dây vô chống cháy nguyên zin đó đây, trên mũi còn ok cái mũi nè, cái mũi nó khá là to luôn nha. Cái dòng này nó giữ nhiệt điện rất là lâu ha, tại vì nó khi nó đã nóng lên rồi nó sẽ nóng rất là lâu hơn, còn nó rất là nóng tại vì nó to, cái mỏ nó to nó giữ nhiệt. Rồi cái này 19 mm nha mọi người, cái mũi này 19 mm ha. Rồi kích thước con này là 35 cm. Này, 35 cm rồi ha. Cán gỗ nha. Rồi nó an toàn. Rồi con này mã 18 nha. 400 ngàn. Rồi tiếp theo bây giờ mấy coi con nón mới về mọi người, đây mới về mấy con nón đa số là dạng nón bánh tiêu ha, nón kiểu như vậy nè mọi người. Rồi đầu tiên là đây con nón Hàn Quốc nha, chính hãng sản xuất Hàn Quốc. Con này là nó size nó là 57 58 mang ok mọi người, 57 58 ha, vòng đầu á. Nó là vào vải ha, kiểu nó là kiểu vải đây, vải là mọi người nhìn chi tiết nữa hơn đó nè, nút khóa nó có hiệu ra nút khóa luôn, khóa đồng, bấm đồng hai lớp. Rồi con này mã 19 nha, 250 ngàn. Vòng đầu 57 58 mang. Rồi, tiếp theo một con vải nữa. Con này vải len nha mọi người. Nào. Người xem nó có long long. Nó kết từ vải len. Đó, nó có lông mọi người, xài vô rất là sướng, nó im im. Khóa đồng, khóa tăng chỉnh hai bên ha, đây, hai bên này. Tăng chỉnh được. Rồi cái con này từ size size trung bình nha mọi người. Chung cái size nó mình có thể điều chỉnh. Đây là trung bình cỡ 56 đến 56 59. 56 59 ha. Tăng chỉnh được. Vòng đầu. Trong này.
nón Nhật cho mọi người nè, chữ Nhật nè. Rồi con này mã 20 nha, 350 nha. Con cây quýt. Cây quýt ha. Cây quýt của Hoàng Hụt. Hiệu Mỹ, thằng này chuẩn Hàn Quốc. 100%. Hiệu dập trên cái khóa luôn ha. Đây có khóa tăng chỉnh, nói chung thằng này nó sai là 56 đến 60 mà ăn ok luôn mọi người. Tăng chỉnh nhỏ lớn ha. Rất là dễ mà. Có chữ K trong đây luôn. Cái bấm một bấm luôn đó. Rồi một màu đen kết hợp với cái logo của cây quýt. Đây có cái sọc của nó luôn à. Nhìn rất là đó, rất đẹp. Rồi con này mã 21 à, 200.000. Con này nón vải. Đây, nó là vải. Móc khóa ra. Nút đồng. Con này cũng có lớp lưới nè mọi người. Nè, chữ Nhật luôn nè. Tiếng Nhật á. Vải nha, có lớp lưới bên trong. Con này size nó là 57 nha mọi người. Ờ, size khoảng 57, 58 mà cũng được ha. Size cố định nha mọi người, không có chỉnh. Nè, độ mới cũng còn cao. Rồi con này 200.000, mã 22 ha. Rồi, cái con này độc nè, con này con zip. Zip của hiệu Hàn Quốc ha, zip. Hiệu làm đồ giả ngoại hả, Hàn Quốc. Đặc biệt nó có cái dây đeo mọi người. Cái dây đeo chống bay nè mọi người. Mình đi xe đi chung đi ngoài trời, ngoài biển, gió đồ lớn đeo vô ha. Đi câu cá này kia à. Cái vành nó rất là to, vành này đó, vành nó như vậy. Đây dạ quang luôn nha. Dạ quang nha, có ánh đèn vô nó sẽ chiếu chiếu sáng lên đó. Đó, nó sáng lên đó. Tối nó sẽ sáng nữa. Sáng chói mình luôn. Zip. Rồi cái này điều chỉnh lớn nhỏ được luôn. Chúng là size cỡ từ 56 đến 60 luôn mọi người à, rất là dễ mang. Vòng đầu từ nhỏ lớn luôn à, có cái dây. Rồi con ship này mã 23 mọi người, 250 ngàn. Màu camo ha, màu bộ đội, màu lính à. Đây đúng là cái nón như cái bánh nè mọi người, như cái bánh tiêu nè. Không có vành nha, tròn vo luôn ha. Không có cái nấm nè. Rồi để đòi thử. Rồi cái con này size nó cố định một size là 58 cm nha mọi người. Vòng đầu 58 cm ha.
chính hãng Hàn Quốc, thương hiệu nó nè, đây chi tiết vải nó nè, vải nó dạng như tơ có lông mọi người nè, có lông xù ra à, hai lớp luôn nha, dày dặn chắc chắn. Rồi vòng đầu là 58 nha, rồi chú ý nha. Rồi mã 24 ha, 200.000. Rồi tiếp theo là một con Bondage. Bondage này thương hiệu luôn, móc khóa đồng, khóa tăng chỉnh, vải màu nó nhạt nhạt, xanh dạng xanh rêu mọi người ha, xanh rêu nha đó. Bondage nó hiểu cái logo rất là ngầu ha. Rồi có điều chỉnh nha, chung là từ size 56 đến 60 luôn ha, cũng được, đầu lớn nhỏ. Rồi mã 25 ha, 250 nha. Rồi tiếp theo con này, con này size à, nó cũng có tăng chỉnh luôn, khóa đồng nha, khóa móc khóa đồng nó xịn nè. Con này size khoảng trung bình đến nhỏ à, khoảng 50 58 à, 56 58, mang đẹp, nó kiểu nó hơi cạn mọi người, cái form nó hơi cạn nha à, mang lên cảm giác nó hơi cạn tí, cỡ 58 trở xuống mọi người, 58 tối đa ha, 55 58 ha, là size M, form nó cạn. Rồi con này 200.000 nha, mã 26 ha, nó hiệu chữ. Con này vải đẹp nè, cũng là vải giống như len, nó có lông, nó dệt có lông mọi người. Rồi cái con này Hàn Quốc sản xuất, cũng là hai lớp ha, hai lớp, để đợi thử coi hai mấy. Rồi size nó là 57 59, mã 27 ha, 300.000, 57 59 nè, size trung bình. Đây con này có màu đẹp nè, hiểu nó nè, móc khóa à, cái nút chứ không phải là móc khóa, cái nút, nút bấm à, đây hiểu nè, Hàn Quốc sản xuất, có tông 100 trăm. Rồi một size duy nhất nha,
Size nó 57 nha mọi người. 57 ha, vòng đầu 57. À, vòng đầu 57 rồi nha, một size. Không có chỉnh được. Rồi mã 28 ha, 250 nha. Màu sọc rất là nhìn rất là đẹp. À, Nam về được ba cái cà vạt ha. Đây ba cà vạt nè, ba màu mọi người. Rồi con này nè, hàng chung hàng chuẩn xịn nè, hiểu nè, vải nó rất là sướng, vải nó xịn lắm mọi người, cầm vô nghe nó xịn. Đây hai ba lớp luôn nha, dày dặn chắc chắn đó, hiểu nè tem. Mày rất là kỹ. Rồi con này dạng bông hoa ha, bông hoa màu vàng, màu sang, màu vàng, màu vàng hoàng gia cung điện. Rồi cái này để em đo cái bảng size nó nha mọi người, chiều dài đây, đo chiều dài luôn. Đó, rất là dài nha, để đứng lên đo. Ồ, nó tới 1 mét rưỡi nha mọi người. Nguyên cái cà vạt này nó dài 1 mét rưỡi ha. Rồi đo cái bề ngang nè. Đây cái bảng này là 9.5 cm nè. Ok chưa, 9.5 cm. Đó vậy đó, vải bông á đẹp không, rồi cái con này mã 29 ha, 250 ngàn. Con này cũng vải. Vải màu xanh dương ha. Là hiệu nó nè, handmade nha mọi người. Đan y handmade. Chuẩn Hàn Quốc nè. Rất là xịn, chất lượng, mài chắc chắn. Cái con này là nó hắc sẵn nha mọi người, nó hắc sẵn như vậy ha. Mình chỉ việc đeo vô cổ và rút lên thôi ha. Nè, dây này nó rút lên được. Rồi chồng vô cổ là rút lên ha. Chồng vô cổ rồi cái mình rút lên. Rút lên vừa tới ha. Đó, rút cái nút này lên, nó sẽ đứng lại rồi. Ha. Rất là tiện ha. Khỏi mất thời gian. Rồi con này mã 30 nha, 300 ngàn. Rồi con này cũng là vải màu đen, có hộp, nút chữ hộp. Đó nè, nó làm bên trong cái họa tiết nó đẹp lắm, dạng nó dệt mọi người, nó dệt sẵn vô luôn ha, nó dệt cái bông hộp này vô luôn ha. Rồi chuẩn Hàn Quốc luôn nha, hiệu handmade. Đây handmade. Con này cũng đeo tự động, đeo nhanh nha mọi người nè. Chồng vô cổ ha. Rồi kéo xuống. Trong nó sẽ có tự động, nó có một cái setter nè ha.
tự động nó rút lại luôn đó, kéo đầu rút tới đó. À. Rồi ok, mang vô xong. À. Đó. Không nhờ. Ừ, chắc chắn. Đây nó khác sẵn mình cái cục cục này luôn ha, nhìn nó đẹp. Rồi. Kéo ra thì mình kéo mạnh ra là nó ra ha. Rất là tiện nha mọi người. Tới đây là tối đa ha, vòng cổ rồi. Rồi. Còn độ mới còn rất là cao mọi người. Mã 31 350 nha. Rồi, em kết thúc video ở đây nha mọi người ha. Mọi người mua hàng liên hệ em nè. Em đưa lại cái thông tin cho mọi người xem ha. Rồi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ trong thời gian qua và theo dõi video ha. À, chưa bấm đăng ký thì bấm vô đăng ký ủng hộ em ha. Rồi, chào mọi người, hẹn gặp lại trong video tiếp theo.